mà bạn còn có một cuộc sống cá nhân đầy bí ẩn và gây rất nhiều tranh cãi. Võ Tắc Thiên là một trong những nhân vật quan trọng nhất của triều đại nhà Đường, đóng góp lớn vào sự hưng thịnh của triều đại này. Tuy nhiên thì điều mà nhiều người quan tâm hơn cả đó chính là tại sao khi Võ Tắc Thiên 81 tuổi vẫn duy trì bên mình những nam nhân. Câu trả lời có lẽ ở những yếu tố sau đây, đó chính là hoàn cảnh, tính cách và xã hội đương thời đã tạo nên một Võ Tắc Thiên có một không hai. Bà sinh ra trong một gia đình giàu có và quyền quý, Võ Tắc Thiên bước chân vào cung điện khi mới có 14 tuổi dưới triều đại của Đường Thái Tông Lý Thế Dân. Tuy nhiên thì cuộc sống trong cung không hề dễ dàng. Mặc dù có nhan sắc tuyệt trần, bà không được vua sủng ái và phải chịu cảnh bị lãng quên suốt 12 năm trời. Điều này đã tạo nên một Võ Tắc Thiên mạnh mẽ, kiên định, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để khẳng định vị trí của mình. Mối quan hệ tình cảm giữa Võ Tắc Thiên và Thái tử Lý Trị đã mở ra một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của bà. Sau khi Đường Thái Tông qua đời, Võ Tắc Thiên trở lại hậu cung và bắt đầu xây dựng quyền lực của mình và dần dần chiếm được sự sủng ái của Lý Trị. Người sau này đã trở thành là Đường Cao Tông. Từ một phi tần bị lãng quên, bà đã vươn lên thành hoàng hậu, rồi cuối cùng nắm quyền điều hành đất nước khi Lý Trị lâm bệnh nặng. Võ Tắc Thiên không chỉ dừng lại ở vị trí hoàng hậu. Sau khi Lý Trị qua đời, bà tiếp tục củng cố quyền lực và đã trở thành nữ hoàng đế đầu tiên và duy nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Dù đối mặt với rất nhiều chỉ trích, nhưng không ai có thể phủ nhận được tài năng chính trị và sự quyết đoán của bà. Võ Tắc Thiên đã đưa ra rất nhiều chính sách mang tính cách là cách mạng, nâng cao vị thế của người phụ nữ và đã giúp nhà Đường vượt qua một giai đoạn chuyển tiếp đầy khó khăn, đưa đất nước bước vào thời kỳ hưng thịnh. Và dù khi ở tuổi xế chiều, Võ Tắc Thiên vẫn luôn có những mỹ nam vây quanh mình. Hành động này của bà thì không chỉ xuất phát từ nhu cầu của cá nhân, mà còn phản ánh mong muốn thể hiện quyền lực và địa vị cao quý. Trong xã hội đại Đường, việc một người phụ nữ duy trì nhiều mối quan hệ tình cảm là điều chưa từng có trong tiền lệ. Nhưng với Võ Tắc Thiên, đó chính là cách để khẳng định vị thế ngang hàng với nam giới, ngay cả khi tuổi tác và nhan sắc đã không còn như xưa. Các nhà sử học cũng đã cho rằng việc duy trì các nam nhân bên mình cũng là một phần xu hướng xã hội thời bây giờ. Thời kỳ bà cai trị, xã hội Trung Quốc rất là cởi mở về mặt tình dục. Và việc các công chúa hay là quý tộc nuôi dưỡng nam nhân cũng không phải là một sự hiếm hoi. Võ Tắc Thiên lại chính là tiên phong cho xu hướng này, với một mục đích cuối cùng, đó là nâng cao địa vị xã hội của người phụ nữ, mà có đôi khi nó trở nên rất là cực đoan. Dẫu sao đi nữa, thì Võ Tắc Thiên cũng là một hiện tượng có một không hai trong lịch sử. Bà đã thể hiện được tầm vóc của người phụ nữ, mà có đôi khi trong thời hiện đại chúng ta cũng cần phải có một cái gì đó có tầm nhìn thoáng hơn, mở rộng hơn về gọi là nhân quyền, là quyền của người phụ nữ trong thời hiện đại.